bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa đốt sống lưng và đốt sống cổ đã nhiều năm qua. Xin nhà thuốc cho tôi bài thuốc nam từ cây chìa vôi để điều trị ạ. Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, cây chìa vôi hay còn gọi là cây xương khớp là một trong những vị thuốc chuyên dùng để điều trị các bệnh về xương khớp từ rất là lâu trong dân gian. Từ bài thuốc dân gian điều trị bệnh xương khớp từ cây chìa vôi, y học cổ truyền đã phát triển và lưu truyền bài thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống từ cây chìa vôi. Bài thuốc là sự tổng hợp của 6 vị bao gồm cây chìa vôi, cây dền gai, cây tầm gửi, cây lá lốt, cây cỏ xước và cây cỏ ngươi. Nhờ bài thuốc này mà rất là nhiều bệnh nhân bị thoái hóa xương khớp và đặc biệt là thoát vị đĩa đệm đã thoát được căn bệnh này chỉ nhờ bài thuốc đơn giản này. Để liên hệ mua bài thuốc trên thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.